10 năm qua ngày tháng lạnh lùng mẹ giá con côi cam sống lẻ loi hiu quạnh giữa bụi cồn sưng với giữa trẻ chiến dịch giữa cuộc đời bị thảm nhiều thương. Mẹ cốt để mong dạy dỗ cho con đến lúc trưởng thành nên vinh với thiên hạ, tuổi cập kê con vừa phải lứa nên con phải chờ những nết xấu xa về lấy công ngôn dung hạnh đến khi xuất gia tùng phu mới có thể gọi một đứng vô hiền tiền nhẹn được câu tứ đức tam tùng. Con không hiểu gì đâu, rồi con tuổi vừa nên tám thì cha con sớm bỏ bỏ chồng chỉ chi chích cái khi con nó được đến con giàu rồi thì con nó nhớ sách có câu nữ sinh ngoại tộc ai ai cứ vô để nối dòng thân con gái thì bao giờ phải lo thờ phượng cái ngày tộc. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt trên đường Quảng Lộ Phụng Hiệp nói từ Hậu Giang về lại Cà Mau á, thì Bùi Hồ bắt gặp hình ảnh một bà cụ rất là đáng thương. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha, qua đường cô bác quý anh chị. Bà ơi, bà cụ hình như là đang nhặt ve chai á. Bà ơi, dạ con xin lỗi bà. Gì vậy? Dạ bà đi đâu á? Tôi đi lượm mũ. Lượm mũ hả? Mà hỏi tôi giật mình. Giật mình? Bà năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? 88 rồi. Dạ 68 tuổi rồi. 88 tuổi. Ôi trời. Rồi bà đi lượm sáng giờ được nhiều chưa? Được nhiêu đây? Được nhiêu đây? Dạ. Dạ bà ở nhà bà sống ai mà phải xích vô đây đi bà, để xe để con cầm nha, cầm cho đây, xích vô đây bà. Sốc thì ra ai vậy? Dạ cái nó có cái nó nghiêng mình, nó nghiêng mình, nói mình dạ. Bà cụ dạ. Bà xích đây đi. Là cái gì? Dạ con hỏi bà tí chuyện thôi, con hỏi bà tí chuyện. Bà năm nay 88 tuổi rồi. Bà sống với ai? Sống mình thôi. Sống mình nên thôi. Rồi con cái đâu? Con cái nó cũng có gia đình chứ. Dạ. Nó có gia đình riêng, nó riêng mình, nó riêng mà. Bà có mấy người con? Có ba đứa. Có ba người con thôi. Con lớn là bao nhiêu tuổi rồi? Năm mấy rồi? Năm mươi mấy? 56 chứ. 56 rồi. Rồi con lớn là 56 tuổi rồi. Vậy là có cháu nội cháu ngoại gì không? Cháu ngoại rồi. Dạ. Rồi sao mình không để cho con mình chăm sóc mà lớn tuổi thì mình phải đi lụm phải liệu vậy? Trời ơi, nó con cái đùng là đè mình còn ấy nữa. Nó con nó đeo mình thêm đó chứ làm gì. Vậy hả? Ừ. Rồi ông đâu? Không biết đâu, hồi nhỏ, hồi tôi mới ba mấy tuổi mà. Rồi bà ở vậy nuôi con luôn? Ờ vậy. Dạ. Yeah. Có nghĩa là ông mất hồi lúc bà mới ba mấy tuổi thôi? Mới ba mấy tuổi. Rồi bà nuôi ba đứa con luôn? Nó dễ chứ con mình đi nuôi chứ. Rồi không có bước thêm bước nữa? Thôi. Sao vậy? Trời đất ơi, sao mình vậy thì mình là mình quá dở sao? Dạ? Ta nói không cho mất quyền tự do. Không cho mất quyền tự do? Là sao con không hiểu? Là sao? Ta nói đeo bước thêm nữa, mất quyền với con. Mất, sao biết bước thêm nữa mà mất quyền với con? Vậy thì sao? Ngồi xuống đi để mỏi. Hai bà cháu mình ngồi tâm sự. Sao mà bước thêm nữa mà mất quyền với con đâu? Sao không mất quyền con? Con hiểu. Vậy thì vậy quá dở vậy. Dạ bà nói con nghe với. Nếu mình bước thêm nữa, con nó không có ấy, nó không có thành quả. Dạ. Cha ghẻ mẹ gì ôm xung lá là ôm xung quá thôi đem mình ơi mình cứ khỏe à. Khỏi mất công phải ông gậy với ai. Hồi đó thì bà làm cái công việc gì để bà nuôi con của mình? Trời tôi mừng gì tôi mừng hết trơn á. Cài cây chế phát nhũng mạ này gì lọc được hết trơn. Chỉ làm thuê thôi. Hả? Chỉ làm thuê làm mướn thôi. Không làm thuê nữa chứ mình cũng mừng ngủ mà. Dạ. Tôi mà cái gì đâu có trơn nói gì cái gì ở đây
tôi nhổ mạ là nhổ mạ bốn mớ nè, nhất là nhổ là thanh niên không lại đó. Dạ. Mà bà 88 tuổi con thấy bà còn khỏe dữ vậy. Mừng hoài nó quen. Mừng hoài cũng quen. Ờ, làm lũng nó quen. Mà mình không mừng thì nó không quen. Không mừng thì nó khác. Dạ. Mỗi một ngày lượm mấy liệu vậy bà bán được bao nhiêu tiền? Không biết. Mua bỏ ra gì, lâu bán lần. Lâu bán lần. À. Mua đựng chỉ vàng. Đâu dữ vậy. Chơi nhẹ không? Sao cười đúng không? Hả? Đúng không? Đâu mua chứ đâu dữ vậy, phải được vậy rồi thì nó là cũng làm giàu hết rồi, đâu có đâu nghèo đâu. Vậy hả? Vậy bà bây giờ là nghèo hay là giàu? Hả? Bây giờ là nghèo hay giàu? Chơi già của món gì mà giàu. Vậy hả? Con muốn hỏi là bà đi lượm như thế này nè, là tự về nấu ăn hay sao? Ừ. Tự về nấu cơm ăn hay là con cái nấu cho bà? Làm ơn. Mình nó riêng mà. Sao mà hồi đó mình nuôi con được mà bây giờ con mình không ở với con để cho con nó báo hiếu mình? Ừ, tới trời đó, coi tên nó để cho nó lo cho con nó. Mình là mầm là ăn rồi. Về con nó là nó nghèo, nó bị hoạn hoài. Chồng nó chết rồi, ô luôn tung bé chân. Nghèo không lẽ không nuôi đủ bà đủ hai bữa cơm ngày sao? Trời đất ơi, lạ, nó lo cho con nó còn chiếc rồi mình ở, mình mua đi chi. Mình khỏe, mình có mận gì đâu mà mình sợ. Có nghĩa là mình sẽ buồn vì ngày xưa mình sống vậy mình nuôi con không, của không, mình. Không, buồn. Nói cho được rằng mình nuôi con bởi vì ta đây bắt trên nuôi xuống. Là sao trên nuôi xuống? Vậy chứ mình nuôi con rồi, con nó mình nuôi con nó chứ nó làm sao? Sao không kêu nó nuôi ngược lại mà anh nhỏ nhỏ? Trời ơi, vậy mà. Con không hiểu, nó con không hiểu thiệt á. Vậy chứ sao, vậy chứ luôn giờ mình đó, nó đã nó nghèo. Dạ. Rồi nó nuôi con. Ừ. Rồi mình nó không có làm gì đâu. Bây giờ mình nó không thì con mình nuôi ngày hai cử cơm có nhiêu tiền đâu. Nấu thêm miếng gạo nữa. Trời đất ơi, tôi nói vậy. Bây giờ không có tôi đau tay biến à. Đây người đây. Trời ơi, mày phải dữ quá chứ. Dữ vậy làm gì dữ? Cái này nè nè. Ôi trời, ôi chết trời, chết tôi khỏe, tôi có gì đâu mà sợ. Nó chết mà. Thôi, đừng nói, tôi uống thuốc. Chết sao khỏe? Để cho chết sao uống thuốc. Hả? Chết mà khỏe gì? Thì chết thì khỏe hơn chứ gì nữa. Thì chết rồi còn bận gì nữa cực. Nhưng mà con muốn hỏi cái nè, tại con nhỏ con không biết. Thấy người ta cũng lớn tuổi như mình, con cái người ta phụng dưỡng rồi, bây giờ thì mình già, con mình nó khổ quá, nó không nuôi được mình. Rồi mình phải đi lượm ve chai như thế này để mình tự sống. Vậy thì có bao giờ bà cảm thấy bà mũi lòng mà buồn không? Không, không. Sao không buồn? Mừng là vui chứ buồn. Mừng mà vui chứ buồn cái dây buồn, trời đất ơi. Hai giờ ở nhà nè, được con cái phụng dưỡng nè, chở đi du lịch nè. Ở nhà không lái rồi thiên hạ ta ngủ mình đi làm gì. Sao ngủ? Chứ nếu mình làm biếng. Không phải là làm biếng, nhưng mà tuổi của bà là tuổi cần phải nghỉ ngơi. Người ta nói vậy đó, người ta nói mình làm biếng hay không? Dạ. Để đành con. Con nghèo cũng chết mà mình để đành con vậy là mình đừng muốn rồi nè. Có bao giờ là mình... Có sao không? Mình, tôi có cái gì? Mình đi lượm vậy nè, con mình la mình không? Con mình nói bà không nghỉ đi bà, để cho con nuôi. Có đâu bà phải đi lượm vậy? Nó nói chứ, nó nói một mình nó nói vậy. Nó nói nuôi mình thấy sao mà cho người ăn ở không cho được nữa. Không muốn làm gánh nặng cho con cha không, con cái không. Mình nghe là chết cuộc đời mình khỏe mình. Dạ. Thì cuộc đời bà lấy cái việc gì làm niềm vui? Thì cứ cũng vui hoài, tôi không có nào đâu buồn hết trơn. Ở vì sao vậy? Không. Mình khổ, mình nghèo cũng không, buồn. Khổ gì không buồn. Mới tôi nói trời đẻ trời nuôi. Dạ. Không. Mà cho nên
có thương tôi thì thà là chết cho chết. Dạ. Mà nó sống thì để cho tôi đi đứng tôi làm ăn chứ đừng có hành thân ngoại thể tôi là kiện tới Ngọc Hoàng đó. Ô trời ơi. Kiện tới Ngọc Hoàng luôn. Ờ, kiện tới Ngọc Hoàng á, chứ không phải nói ai đâu à. Kiện sao? Chứ sao vậy, chứ sao để tụi mình giỏi tôi với ai rồi còn có chết là bắt chết thì chết đi. Lại sao để hoàng thân khởi lệ thể vậy, tôi có làm gì tội ác mà hành tôi. Không có. Phải có làm ác mới bị hành. Không, làm ác mới bị hành. Mà không làm ác thôi. Dạ. Bởi tôi vậy, ở tôi nên là làm gì nghèo trong sạch cho thánh thơ đi rồi. Ai có gì không tham không cái gì của ai. Cái ai gì vậy kệ ai. Không có thân của ai hết trơn á. Còn nhỏ tới lớn vậy á. Mà còn á, chữ lộn thì không chữ, quýnh à. Quýnh lộn? Ờ, quýnh đâu quýnh à. Trời, bữa nay quýnh lại mà quýnh mua nội cũng quýnh tiếp á. Quýnh ta đau sao? Vậy chứ nó quýnh mình quýnh nó chơi gì thì đau vậy. Nhưng mà... Thì mình cũng đau rồi đó, nó cũng đau, mình đau, dạ. nó quýnh mình đau, mình quýnh rồi chứ. Nhưng mà con nghe bà nói được rằng là ông có bắt tôi chết thì tôi chết đi chứ đừng để hành hạ thân xác của tôi. Ừ. Vì hồi trước giờ là tôi không có làm ác. Ừ, tôi không có làm ác. Dạ. Bởi tôi vậy à. Bà có lời nào bà khuyên với cháu để làm thiện không? Có chứ, chẳng phải làm thiện mới được chứ đâu làm ác được không mà. Rồi cháu không có tiền sao cháu làm thiện được? Không có, tao nói mình bằng ăn, đừng có tham lam người ta, không có cái gì tạo được. Cũng bằng cực khổ ta mới có, mình cũng bằng như người ta vậy, mình có mình ăn chứ đi cấp của ta chứ. mà tôi của tôi làm sẵn đó, ai có ăn gấp rồi ăn cấp đi, tôi đâu có, nó không nói à, tôi ta quá nghèo người ta không có ăn người ta thẹp cho ta vậy. Yeah. Mấy người hỏi chưa sao vậy. Tôi hỏi nó để ra coi đi thôi, coi còn được mấy dùng mì dùng lăng, còn được mấy dòng có ai ta nhổ mấy dòng rồi hỏi sao ta nhổ thai không hay sao không ai hay sao không la trời la chi trên tâm mà ta thèm nó tan mà ta. Nhưng mà bà ơi, bây giờ tụi con đi dọc đường nè, đói bụng quá rồi, bà có tiền không cho tụi con ít tiền để có mua gạo ăn, đói quá rồi. Mua cơm ăn đi lại nhà ta. Dạ. Lại nhà nó cố ăn nhà bà hả? Rồi bà có đủ tiền để mua gạo nấu cơm đãi tụi con không? Cô trời ơi. Dạ, trong túi còn được nhiêu? Tôi thì không có, đi đâu đó, bỏ tiền theo, nó rớt mất rồi đó à. Đâu, lấy ra con coi, lỡ khát nước rồi sao tiền đâu mua nấu cơm? Đâu có tiền đâu. Đó, có tiền kìa. Cái gì vậy? Nghĩ tiền mà. Có tiền, mà cũng có tiền, bà ngoại có tiền. Không quá vậy, có sao nó đông à. Có mà đi cho, có hai mà đông đi. Ngày xưa là khi mà ông mất rồi đó, một mình bà phải hơn 50 năm sống vậy nuôi con. Ừ. Thì có một mình nuôi con thì gánh nặng trên vai của một người mẹ rất là nhiều. Vậy thì có bao giờ bà cảm thấy bà lại tủi và mũi lòng không? Thấy vui chứ chú tủi gì. Thì mình thấy vui. Sao vui? Nuôi con được đàng hoàng là phải vui. Chào hai nha, không có buồn. Dạ. Không có buồn. Không buồn. Ừ. Nhưng mà gánh nặng quá chịu không nổi. Có gì đâu gánh nặng trời á, tôi nó cái gì tôi mượn được chân. Trên đời nào nó cái gì ai mượn được thì mượn rồi. Vậy thôi. Dạ. Không phải là ở cái này nè mà này được cái kia không có. Cái gì mà được. Dạ. Có nhà cửa được, thợ mộc được, cất nhà tường đẹp kê được. Cái gì bà cũng làm cũng được. Làm được chứ. Dạ. Giờ thì cất mình cất kê nữa rồi cây. Cất nhà cây. Đến nỗi là thời điểm hiện tại là bà không còn sức lao động nữa nên bà nhặt phế liệu. Bây giờ bà lao động rồi. Cái này là bà bán bao nhiêu tiền? Hả? Này là bán bao nhiêu tiền? Ai biết đâu, cái gì biết đâu. Nhiều ký á. 5.000. Còn này? Cũng 5.000 luôn. Nguyên hết này là bán con nhiêu? Bán con không? Ai biết được không? Sao vậy? Bán chi? Có cái gì? Không mấy con nó nói gì? Mấy con là chi?
mua đâu mới bỏ là gì? Không mua được. Dạ. Mua là gì đâu mà mua? Cái này ta mấy người. Bà bây giờ con hỏi lại lần nữa ha. Đến thời điểm bây giờ nè, già rồi không được nghỉ ngơi mà vẫn lao động, và con cái của mình nó khổ quá, bà phải tự đi kiếm cuộc sống mưu sinh cho mình, thì bà có thấy vui với lại cái số một sống là cho con cháu mình ra ăn luôn, nó khỏe nên cho cái gì mà ngay. Trời ơi, không biết cô chưa thấy cháu cóc tôi à? Bà cóc rồi, cóc có cháu cóc luôn à? Ừ, cháu cóc rồi. Bà cóc rồi, cóc rồi, cóc rồi. Ăn gì không? Ông tao không ăn gì chứ. Mày muốn ăn gì? Mày không ăn gì qua đây. Nó ôi kìa. Cái đó này. Ờ vậy hả? Vậy lát nữa rồi. Con nãy con điện mà bà cóc không bắt máy, con buồn quá. Bà cóc có điện thoại luôn. Có đâu, con nói tại nó điện vậy chứ tôi không biết điện thoại đâu. Cái nón của bà cóc bây giờ nó đã bay đã cái phần mũ á. Hôm nay này gió quá trời, gió đến nỗi mà nó mục hết à. Tôi có con mèo. Để đi về là nó cắn gỡ kìa. Cái nón này là gắn bó với bà mấy năm rồi? Năm ngoái năm nay à. Mỗi năm là hai cái nón. Hai năm là một cái. Việc đó chứ tôi đâu biết nào hết. Cái này là cũng nặng lắm nha. Cái tuổi của bà cụ là gánh cái này là cũng mệt lắm cô bác của anh chị. Gánh cái này là cũng nặng lắm á. Thì nặng nó cũng nặng nhiều rồi thôi. Bà cụ lượm từ mấy giờ đến mấy giờ? Hả? Bà cụ nhặt từ mấy giờ đến mấy giờ? Nhặt phế liệu này nè, lượm đi lượm mấy giờ đến mấy giờ mới được nhiêu á? Ô sáng đi không đi ra tới đâu đi không thẳng đi không có không có làm gì mà. Rồi người ta cho bà cụ gì nữa hả? Thức ăn hay vậy? Mua thức ăn gì nuôi gà nuôi vịt nữa hả? Vậy là kinh doanh dữ rồi. Rồi bà cụ ăn chưa? Ăn chưa? Bà cụ ăn cơm trưa chưa? Không, 12 giờ mới ăn cơm. Hơn 12 giờ rồi. Hơn 12 giờ. 9 giờ thôi chưa phải ăn. Bà cụ nói một cái câu như thế này nè. Sau khi mà ông mất rồi á, là bà cụ ở dậy từ đó giờ. Không muốn bước thêm bước nữa vì sợ con mày con tao đúng không? Đúng không? Rồi con nó buồn nữa đúng không? Vậy thì giấy nó có thôi, phải có thôi. Dạ. Giấy như thôi. Nhưng mà chấp nhận phải chịu đúng không? Làm gì mà khỏi cả. Làm gì mà khỏi con mày con tao. Làm khỏi cho rẻ cho lạnh. Thà sống vậy cho nó, cho con nó vui. Vui. Dạ. Mẹ con vui sống nhau. Mẹ con vui sống nhau là được rồi. Phải ai ra vậy chứ không ngờ không nghe đó chứ. Nó con ơi tháng chạp đến đây là ngày tên của con đã ghi vào nơi cuốn sổ như yên. Chưa cuốn đời bấm kiếm tơ lan đời bả cầm sắc chi duyên trăm năm được bền chứ chắc phải không? Ủa bà cụ đọc nho hay đọc thơ hay quá. Là gì? Đọc lại con nghe rồi gõ lên. Đã 10 năm qua ngày tháng lạnh lùng lẻ giá con côi cam sống lẻ loi hiu quạnh giữa bụi còn sưng với chiều trẻ tiếng dần giữa cuộc đời bị thảm nhiều thương. Nỗi khóc nể mong dạy dỗ cho con đến lúc trưởng thành nên vinh với thiên hạ. Tuổi cập kê con vừa phải lứa nên con phải chịu những nết xấu xa về lấy công ngôn dung hạnh đến khi xuất gia tùng phu mới có thể gọi một đứng vô hiền thiền diện được câu tứ đức tam tùng. Con có hiểu gì đâu, rồi con tuổi vừa nên tám thì cha con sớm bỏ bỏ chồng chỉ chiêu chích với khi con nó được lớn khôn giàu dòng thì con nó nhớ sách có câu nữ sinh ngoại tộc ai ai cứ vô để nối dòng. Ăn cô gái thì bao giờ phải lo thờ phượng cho nhà chồng. Ở trước khi con về thì rộng á, bất cứ người chi nhỏ nhen hay là lớn lao trong hệ, con phải trình thưa dẫm dã chứ đừng bốc đại làm đùa. Thích thế như người ta có nói, tiếng chào thì cao hơn. Có con một khoảng chết thương, chỉ con phải tìm những cách yêu điềm lâu đại như vậy. Hay quá. Bà cụ đọc cho tặng con thêm vài câu nữa đi.
Vậy phận phận mấy cái nó leo lớn rồi. Phận nó dâu hiền sao? Phận dâu, phận dâu sao? À. Phận làm dâu thì sao? Phận dâu phải tứ đức tam tổ. Phận làm dâu là phải tứ đức tam tổ. Tại sao đó? Cũng có hiểu gì đâu, rồi cô tuổi vừa nên tám thì cha nó cứ bỏ có chồng. Dạ. Chỉ mẹ con chưa chết đến khi con được lớn khôn một vào vòng chồng vợ thì con nên nhớ. Ừ. Sách có câu ai ta cũng vậy, chân ta cứ vô ta nói nuôi vòng sao mình làm thân con gái phải đâu bao giờ phải lo thờ phượng về chồng cái gì làm này chú mít lòng cha. Làm thân con gái là theo chồng là phải tứ đức tam tòng, thờ phượng chồng chứ. Thờ phượng bên chồng rồi sao nữa? Còn cụ nói nhăn nhó hay ghê trời. Nói như vậy đó là bởi vì mình dạy con. Ừ. Dạy con cho gì làm dâu với người ta phải không? Dạ. Rồi dạy con làm ghế làm sao? Dạy con làm dâu người ta. Ghế thì nó chứ ghế dễ dễ. Dạy con làm dâu với người ta. Thì con gái sẽ hả? Mẹ con sao? Bà con nghe bà... Mẹ làm dâu ta chứ nghe nhà chữ lộn với bà mẹ chồng nó. Phải nói vậy đâu. Bởi con tôi nghe gã đầu rồi, đi chân là có cho rồi. Không có đứa nào mà nói đi ra chỗ đó, ra chỗ đó. Tôi chơi, tôi coi cho vậy thôi. Cho chỗ đó tính được rồi đó. Mà chỗ nào tôi nó không được. Chứ không phải nói giọt cứ gom coi người thôi, chứ không phải biết người sao. Không phải, chứ không phải nói mà nó chơi đâu, nó nói thiệt, chứ không phải nó chơi đâu. Nhưng mà bà cụ nó nói thơ hay ghê á, có những cái câu mà dạy con gái của mình á hay ghê. Rồi dạy cái con thích cái câu mà gì 10 năm mà sống cảnh nuôi con sao á. Sao nói lại con nghe coi. Ai biết, nói đi cũng nói ai biết đâu à.